Chào mừng bạn đến với Tu La To, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng các bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Các bạn thân mến, bất động sản ngày nay đã trở thành lĩnh vực đầu tư thu hút sự quan tâm của rất nhiều người bởi nó được coi là nơi sinh lời rất lớn. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro, đầu tư thua lỗ mất tiền, thu về nguồn lợi nhuận khủng thì các nhà đầu tư cần trang bị nền tảng kiến thức chắc chắn trước khi bắt đầu tham gia vào thị trường đầy khốc liệt này. Nếu ai đã và đang ấp ủ giấc mơ thành công trong việc đầu tư bất động sản thì nhất định không thể bỏ qua cuốn sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất của tỷ phú không hề xa lạ, đó chính là Donald Trump. Donald là cựu Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng thời, ông cũng là một tác giả bestseller, tỷ phú khét tiếng và chủ sở hữu của các chương trình truyền hình vô cùng ăn khách tại Mỹ. Với những kinh nghiệm hết sức phong phú, những ý tưởng độc lạ về cuộc sống và kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, chúng ta có thể học được gì hữu ích từ cuốn sách này của ông? Hãy cùng Tu La To tìm hiểu ngay nhé! Các bạn thân mến, 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất xuất bản lần đầu vào năm 2006, tác giả là Donald Trump. Do vậy thì đây cũng là một trong những điều tạo nên sự thu hút cho cuốn sách này ngay từ những trang đầu tiên. Tác phẩm là tuyển tập 100 lời khuyên khôn ngoan nhất từ các chuyên gia đầu tư bất động sản hàng đầu thế giới, những nhân vật có thế lực trong kinh doanh bất động sản khắp nước Mỹ, cả nam lẫn nữ, sẽ kể cho bạn biết họ đã học được gì, đã trải qua những gì trên thương trường này. Có nhiều điều mà lẽ ra các nhà đầu tư đã có thể làm tốt hơn, từ việc bỏ lỡ cơ hội, dự đoán sai về thị trường đến việc thương lượng quá cao hoặc quá thấp. Đến với cuốn sách, bạn có thể đọc tùy thích vì các phần sẽ không có sự liên quan với nhau. Mỗi phần là một bài học rõ ràng từ những chùm bất động sản, thậm chí có lời khuyên chỉ vỏn vẹn một câu, bởi niềm đam mê chính là thông điệp truyền tải trong quyển sách này. Tiếp theo, hãy cùng Tu La To tìm hiểu 3 lời khuyên ấn tượng nhất về đầu tư bất động sản mà tác giả đã nêu trong cuốn sách nhé. Thứ nhất, hãy tìm một chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, người mà bạn có thể tin tưởng, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài. John Bearden là chủ tịch và CEO của GMAC Home Services, đại diện duy nhất thực hiện việc bán khách sạn và tháp quốc tế Trump tại thành phố Chicago, cho rằng những chuyên gia bất động sản giỏi luôn biết cách duy trì quan hệ hợp tác và luôn hành động đúng vai trò của một người cố vấn tin cậy. Họ luôn nói rõ với bạn những gì có thể làm, khi nào họ sẽ thực hiện và tại sao lại như vậy. Sau khi đã hoàn thành mọi việc, họ sẽ yêu cầu bạn đánh giá về hiệu quả công việc. Những người này luôn nắm vững tình hình thị trường nhà đất, như thông tin về khu dân cư, chất lượng trường học của khu đó ra sao, những công viên xung quanh đó, vân vân. Có một cố vấn giỏi sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn. Thứ hai, nhấn mạnh chất lượng và thương hiệu. Michael Fascitelli là chủ tịch tập đoàn hỗ trợ tài chính bất động sản Vornado, đồng thời là chủ sở hữu và nhà quản lý bất động sản lớn nhất tại Mỹ, thường xuyên nhấn mạnh hãy luôn đi cùng chất lượng, mua các sản phẩm đủ chất lượng, xây dựng thương hiệu và thuê những nhân viên có phẩm chất tốt. Khi ông và cộng sự xem xét tòa nhà GM tại đại lộ 5, Donald Trump đã khuyên rằng: "Tôi nghĩ các ông nên mua tòa nhà này." Nhưng họ đã bỏ qua, không mua tòa nhà đó và cuối cùng Donald Trump đã mua nó vì ông nói rằng nó là tòa nhà có 102 và có chất lượng cao. Nếu bạn mua những cái có chất lượng và khá hiếm thì bạn sẽ có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn từ đó. Bước tiếp theo là xây dựng một thương hiệu và một sản phẩm đang được đánh giá cao. Ví dụ như cứ mỗi 1 m² được bán ra dưới thương hiệu Trump có giá cao hơn giá trung bình vài trăm đô la. Ông đã xây dựng thương hiệu của mình bằng cách đầu tư kinh doanh thật hiệu quả tại thị trường New York. Sau đó, khuếch trương thương hiệu tại Chicago, Florida và nhiều thị trường khác nữa. Cuối cùng là lời khuyên thực tế nhất từ Gary Gorman, một chuyên gia về thuế trong lĩnh vực bất động sản, cho rằng khi bán nhà hay đất, bạn chỉ nên đóng thuế nếu bạn muốn và với số tiền mà bạn thấy hợp lý. Kinh nghiệm dạy Gary Gorman rằng, dù vụ trao đổi có khó khăn và phức tạp đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần theo sát 6 nguyên tắc sau, bạn sẽ thành công trong việc trì hoãn đóng thuế. Thứ nhất, giữ bất động sản lại để đầu tư trong ít nhất 1 năm và 1 ngày. Thứ hai, giới hạn số bất động sản ở con số 3 hoặc ít hơn. Thứ ba, kết thúc việc mua tài sản mới trong vòng 180 ngày. Thứ tư là chọn một nhà môi giới có đủ trình độ chuyên môn về lĩnh vực bất động sản. Thứ năm, hãy đảm bảo rằng người chủ sở hữu bất động sản cũ và bất động sản mới là giống nhau. Và điều thứ sáu, mua một thứ gì đó có giá trị tương đương hay lớn hơn. Đặc biệt, tái đầu tư vào một miếng đất hoặc ngôi nhà mới là cách rất phổ biến để có thể sử dụng được tiền mặt mà không phải chấp hành nghĩa vụ đóng thuế. Theo như tác giả Donald Trump, cuốn sách này ra đời đã hoàn tất sứ mệnh của mình, cung cấp cho bạn những lời khuyên bổ ích giúp bạn lập kế hoạch để thành công trong lĩnh vực bất động sản. Dù bạn mua hay bán nhà,
dù bạn đang hoạt động hay mới bước chân vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tôi nghĩ rằng bạn sẽ học được rất nhiều từ cuốn sách này. Đây là quyển sách không chỉ dành cho các bạn trẻ, những người đang quan tâm đến kinh tế bất động sản mà còn dành cho những ai đang mong muốn làm giàu trong lĩnh vực này. Từ những trải nghiệm trong ngành với vị thế của một trader và nhà đầu tư chuyên nghiệp, Shin, chủ trang Sinvest.com đánh giá, trong cuốn sách này bạn sẽ thấy sự sáng suốt khác thường có được là nhờ vào những kinh nghiệm và bài học mà những nhân vật có thế lực trong kinh doanh bất động sản trên khắp nước Mỹ phải trải qua bao khó khăn mới rút ra được. Ở mỗi quốc gia đều có những đặc trưng riêng trong cách tổ chức và thực thi hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, những nguyên tắc mà cuốn sách này mang đến vẫn có tính ứng dụng cao nếu bạn biết cách áp dụng và chất lọc giá trị để áp dụng vào thị trường nước ta. Ví dụ, ở nguyên tắc số 11, nhà đầu tư David Bross chia sẻ trong kinh doanh bất động sản, địa điểm là yếu tố quyết định. Bạn nên thuê được những người bản xứ để làm luật sư, kỹ sư hay nhân viên môi giới cho mình. Điều này có thể thấy từ chính sự chuyển dịch quy mô nhân lực trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Cho tới thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản Phú Quốc vô cùng sôi động và hấp dẫn. Những năm 2016-2017, các chủ đầu tư chưa có hệ thống phân phối ở đây. Họ đã đưa hệ thống từ Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng để môi giới cho các dự án nghỉ dưỡng lớn ở đây. Nhưng chỉ từ năm 2018, một bức tranh hoàn toàn khác được phác họa nên với sự xuất hiện của những nhà môi giới địa phương có kinh nghiệm. Họ thường trực có mặt tại đây, nắm rõ mọi đường đi, nằm lòng tính chất dân bản địa và có nhiều câu chuyện hay để chia sẻ. Họ sinh sống ở ngay đó nên sẽ không lặn mất tăm nếu có rắc rối và sẵn sàng lái xe ra sân bay để đón các nhà đầu tư tới xem dự án. Nhờ thế, các môi giới địa phương được tin tưởng và cũng dễ dàng chốt được nhiều hợp đồng giao dịch. Ở nước ta, không có nhiều trường hay khóa học đào tạo chuyên viên bất động sản, người môi giới bất động sản chân chính. Nếu bạn may mắn được đào tạo bài bản thì thật tốt, hoặc nếu không thì bạn nên tự học qua những cuốn sách hay chuyên ngành. 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất là một cuốn sách thú vị nhất về đầu tư bất động sản. Ở đây có rất nhiều lời khuyên sáng suốt mà sẽ không trường lớp nào dạy bạn. Khi mới bắt đầu, hãy đi đúng hướng, và hướng đi đó sẽ được những lời khuyên từ những ông trùm chỉ dẫn cho bạn nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe review cuốn sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất từ Tulato. Nếu yêu thích những nội dung mà chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.